Du lịch kỳ thú đã quay trở lại để khám phá những vùng đất mới, chiêm ngưỡng những cảnh đẹp cuốn hút, những nét văn hóa thú vị và đặc sắc, thưởng thức ẩm thực hấp dẫn và đầy màu sắc, gặp gỡ những con người thân thiện và hiếu khách, lần đầu trải nghiệm những thử thách mới lạ, độc đáo và những ấn tượng khó quên. Hãy sẵn sàng và chuẩn bị lên đường cùng chuyến du lịch kỳ thú với Winner và Việt Thị để khám phá tỉnh Akita xinh đẹp và đầy lòng mến khách này. Tỉnh Akita thuộc vùng Tohoku, nằm ở phía bắc Nhật Bản. Akita có diện tích đứng thứ 6 Nhật Bản với 979.765 dân sinh sống. Akita có nhiều cảnh quan đẹp, các lễ hội văn hóa đặc sắc và các món ăn ngon. Ngoài ra Akita còn nổi tiếng về loài chó Akita. Hãy cùng du lịch kỳ thú khám phá và trải nghiệm Akita. Mọi người đã trở lại với chương trình Du lịch kỳ thú. Và ngày hôm nay Việt Thi và anh Winner sẽ cùng nhau trải nghiệm vô cùng mới. Việt Thi và anh Winner sẽ trở thành những cô nàng, những chàng trai thợ săn du khách. Xong rồi đi săn cô bé quàng khăn đỏ. Tại sao lại đi săn cô bé quàng khăn đỏ? Đi giải cứu cô bé quàng khăn đỏ. Tự nhiên đi săn cô bé quàng khăn đỏ rồi. Nhấp. Và hiện tại là Việt Thi và Winner đang đứng ở thành phố Shimboku, tỉnh Akita. Và lát nữa thôi, Việt Thi và Winner sẽ di chuyển qua thành phố Kita, Akita. Và lần này, bọn mình sẽ không di chuyển bằng những cái loại phương tiện bình thường. Lần này chúng ta sẽ đi bằng... Ta-da-da-da! Wow! Cảm giác của Việt Thi khi mà đi tàu là nó chạy rất là êm. Kiểu... tuy là có hơi nghiêng qua nghiêng lại nhưng mà chạy rất là êm mà cũng không có bị ồn nữa. Việt Thi và anh Winner đi từ Shimoku đến Kita Akita là 760 yên. What? 760 yên. Nè, đây là hồi nãy là tụi mình đi từ ga Matsuba tới ga, và tụi mình sẽ đi đến ga Hitachi này, mà mình không biết á, mình không biết mấy cái ký hiệu kiểu dấu chân chó này là như thế nào nữa. Đặc biệt lưu ý nhưng mà mình nghĩ là những cái dấu chân chó này là những nơi, cái nơi mà sẽ có chó Akita Inu. Trong này cũng có dấu chân chó này, xong trên ghế của mình cũng chó. Đó, nên là kiểu như là có thể suy luận ra là ở Akita người ta rất là ưa chuộng chó, kiểu là cho Akita là một cái như là biểu tượng của đường hầm Chư Nidan. Là đường hầm nằm ở giữa Tozawa với ga Animatagi, là đường hầm dài nhất tỉnh Akita với tổng chiều dài 5.697 m. Trạm dừng chân Michino Eki Ani nằm trên quốc lộ 105 giữa Kakuno Date và Takanoshu. Nơi đây là điểm dừng chân cho các tài xế. Theo như em được biết là đây là do gì mấy anh mà anh thợ săn du khách chụp hình cho em nhờ. Đi ngầu nhờ. Em sẽ làm giống con này. Em mừng gớm. Mofu Akita. Ấy hình như là chỗ này là bán đồ kiểu lưu niệm. Đâu đâu hay. Hay là bây giờ mình đang đi Nhật này, bây giờ mình mua quà về tặng các bạn thành viên V6 và các bạn fan được không? Được. Được không? Ôi thông minh dữ ta. Đi. Anh nghĩ là mình mua mấy cái đồ kiểu như là trưng bày dùng được ấy, chứ đừng mua đồ ăn. Đây là móc khóa này. Còn đây là những hộp khăn giấy. Tất cả mọi người hãy đón xem chương trình của du lịch kỳ thú. Nếu như mà có cơ hội thì tụi mình sẽ coi bộ là chắc là livestream hay là làm cái gì đó. Để tụi mình sẽ tặng quà cho các bạn. Để đón xem nha. Cheers. Đi tính tiền nào. Thành phố Kita, Akita nằm ở phía bắc tỉnh Akita. Đây là một vùng đất bạt ngàn rừng núi, có truyền thống lịch sử lâu đời về khu vực sản xuất đồng lớn nhất Nhật Bản.
đang ở lữ quán suối nước nóng Matagi no Yu. Bây giờ Winner và Việt Thi sẽ tiến vào trong để gặp bác Suyuki Hideo. Bác là đội trưởng của đội thợ săn gấu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm dấu chân gấu. Skip it. Kìa. Hi. Hi. Konnichiwa. Con chào bác. Dạ, tụi con là hai thành viên đến từ nhóm BO6 và hiện tại là đang quay chương trình du lịch kỳ thú. Tụi con mong là ngày hôm nay bác sẽ dẫn tụi con đi săn gấu. Tại tụi con cũng có nghe nói là bác là đội trưởng của đội săn gấu, thì mong là hôm nay bác sẽ giúp đỡ con. よろしくお願いします。これからじゃあ熊の痕跡探しを釣りていきたいと思います。はい。イエーイ。はい。Thật là đáng sợ quá đi. Hiện tại thì Việt Thi và Winner đang khoác trên người hai bộ da gấu. Biết để chi không? Tí xíu thôi vô gấu đừng để. Đúng rồi. Trời ơi, nhìn bác là bác còn có kinh nghiệm đúng không? Bác chạy nhanh đúng không? Mình là kiểu vừa mới vào phát. Cái tay của con gấu này rất là ngắn ấy, nên là bọn mình mặc vào nó không được linh hoạt, nên là chắc là xin phép bác bọn con sẽ mở ra để chúng ta cùng đi đến cái hành trình tiếp theo. Hai, dạ dạ. Hai, arigato. Arigatouzaimasu. Bác ơi, nếu như mà bây giờ tụi con muốn biết là gấu nó có ở gần đây không thì tụi con phải có những cái dấu hiệu nào để tụi con biết nhé. Nani ka suramatte masen ka asumoto ni? À dạ có hạt dẻ. Có cây cối. Có hạt dẻ. À đúng rồi. Ok. Ok đấy. Là cái đấy là cái đấy dấu hiệu đúng không ạ? À đây bây giờ giới thiệu cho mọi người biết, đây là cây như kiểu là cái cây giáo mà như kiểu là có lẽ là bác dùng cái này để bao nhiêu năm chinh chiến trên mặt trận săn bắt gấu là dùng cái này. Nên bây giờ con hỏi bác là cái này bác dùng để làm gì? Hai, これで草を切るにもいいし、例えば熊の見回りに来た時これを持ってます。そうするととっさに襲われた時にはこれで対処する。やりになりますので。Con thấy ở đây kiểu rất là nhiều trái hạt dẻ mà nó kiểu bị tách ra, vậy con nghĩ nó cũng là giống như nãy bác nói là nó có liên quan tới hạt dẻ, và chắc là nếu như mà gấu tới thì nó sẽ ăn hạt dẻ đúng không bác? Hai. ここに太い枝も折ってますね。でもこの裏に餌がなってるので手届かない、そこに登って、もそうするとインダを折って下に下ろす、そして下の方で来るとどこでも食べられるので、その食べた後がこれになります。これこういうのがクマが必要に食べた後になります。おいおーNghĩa là nó ăn hạt dẻ. À, có nghĩa là cái khu vực chúng ta đang đứng là có thể khấu xuất hiện bất cứ lúc nào, nên là cầm này cho chắc ăn. À, là em yếu tim. Con để ý là ở đằng kia có một cái lồng nữa. Thì cái lồng đấy là mình để dành cho cái việc là nhốt gấu, hay là mình dành cho cái việc là mình sẽ bắt gấu, săn gấu, lại kiểu là cái gọi là bẫy ạ. Hai, この栗の下にはすぐ民家うちがあります。それで非常に危険なので、許可、市から役場から許可をもらって熊捕獲用の罠としてそこに設置しています。あ、vậy là để bảo vệ cho sinh mạng của mọi người ở gần. Xung quanh đây vẫn còn dân cư mà sống. Mình sẽ đi vào trong đấy nhìn rõ hơn. Ôi, ở đây có nhiều hạt dẻ cực. Thì熊の好きな蜂蜜とかリンゴを置いて、栗より美味しいものあるこんな風に入ります。わー、これが前に昨年のこの là ở trong cái lồng này luôn. で餌を加えて引っ張るとこれが上からパターンと降りて扉が閉まるようになってます。そうなると熊は外に出られないんで。あー、vậy là bây giờ những người đồng đội của bác là đang hiện tại là vẫn còn đang đi làm hay là mọi người đang ở nhà? いや、いろいろ個人でうちにいたり
いろんな仕事をしていると思います。それでマタギといっても年中漁するわけじゃないので、今許可もらった時点でだけ1ヶ月間の許可もらってますので、その間にこう見回りしながらこんな風に入っていると。Cô vô nà đi mà xem. À tôi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đi thôi. Dạ mời các chị đường cho con. Tôi đã chuẩn bị trên đầu của tôi một đạo cụ hết sức là quan trọng. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm dấu chân gấu gấu. Ôi. Chẳng hạn. Mình xong. Là đi xuống đó luôn hả? Mình xong rồi. Thật. Ôi, ngầu quá. Đi thật nha. Anh đi trước ảnh anh. Ôi. Anh bao sau cho. Anh cầm bật đẻ. Mọi người cẩn thận nhá. Ấy, có khi nào mà có rắn rết không? Có chứ, em nghĩ là có chứ. Anh thực sự sợ. Em thấy không sợ lắm. Nhìn thấy cũng thú vị. Ôi rồi 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 rồi. Wow. Anh sao vậy? Thật sợ lắm. Cho nên nó aki. Sugoku kuma ga koko ni deta no. Sore de餌は向こうなので、餌を食べて休むときここで休む。わかります？ここにこうくぼみをここで休んでた。nghĩa là cào cái này xuống để cho là kiểu cho nó nằm được ấy à? Khá là êm. Wow, ngầu nhỉ? Sao vậy khi nghỉ một tí thì tự nhiên nó đi xuống sợ. それで、せっかく食べたのに遠くの山まで行ってまた帰って通うと。せっかく食べた分の体力が消耗しますので近くにいてこっからそこに行って食べてまたすぐで体力を消耗しないように油が落ちないようにもう冬眠に向かって油を蓄えるためにあんまり無駄な歩きしないでここに行って休んですぐそこに行って餌を食べてということです。もう12月の20日頃から4月の中頃まで約5ヶ月飲まず食わずで穴の中で寝てるからもう油をいっぱい蓄えないと冬越しできないので。あ私のうちは代々マタギの家系で私で9代目になります。何百年になるのかそこをしっかりわからないんですけどいろんなものが昔の先祖が使ったものがいっぱい残っている。国の重要文化財に指定されてのうちにたくさん保管されています。資料館にも行っています。わー、じゃあ伝統ね、家伝con núi。Thế là cái nghề này anh thấy bây giờ là nó cũng khá ít người làm rồi. Thế là không biết là cái nghề săn bắt gấu này bây giờ còn được chính quyền cho phép không hay là cũng do mình kiểu muốn tiếp nối nghiệp của gia đình. いや、今なると昔は勝手にやってました。だから今は肥料法で大変ないろんな法律がいっぱいあってその中でマタギがある。だから勝手なことできない法律に沿って利用しています。昔は私の時は銃も勝手に持って人にあげたり貸したり今だと銃なんか絶対目的以外は使えない。親兄弟家族でも銃には触らせることもできないっていうこと厳しい。いろんなことが法律でガンズガラメになっている中での利用していますしマタギっていうのは職業じゃないのでマタギでメスを食えないので、仕事を持ってその合間に利用するってことです。わー。 Bây giờ là thường khoảng thời gian nào trong năm hoặc là những cái dịp nào mà bác cùng đồng đội đi săn với nhau? 11月15日から2月の15日までっていうのが昨年度まで漁期になっています。で今年からはクマがあんまり増えているので11月1日から2月の15日までということです。といってもクマは12月の20日頃までしか冬眠室入るので短い期間しかないのでその間にお互いクマも私たちもこうなんていうかクマは
人間の捕獲されないように私たちも熊とのなんて駆け引きっていうのかな、そういう関係で熊も利口なので。Thì ra là không phải là thợ săn nghĩa là giết săn bắn hay là gì hết, mà lo cho sự an toàn của dân cư ở gần đây. Nó chỉ là đuổi cho nó đi vào sâu trong rừng thôi chứ không phải là săn bắt gì cả. Vậy bây giờ mình sẽ đi tiếp đúng không bác? ここがあの熊餌を食べる場所なんです。ブナが多いですね。Như chỗ nào từ nãy giờ mình đi cũng là gấu đã qua rồi. Em thấy kiểu ở trong rừng ấy, rừng rú nhất mà Việt Thi đã từng đi. Dạ. Tại vì nó chưa được cải tạo. Wow. Như là chúng ta đã đi ra rồi. Bắt đầu.